Mẹ đi. Vô vợ rồi. Cái gì để ăn vợ? Đi còm nó má ơi, hôi hôi quá trời. Trời ơi, cái thằng Thiên Đụng ơi. À, chúc mừng nha, chúc mừng đám cưới nha. Cảm ơn ba chị nha. Rồi cái gì bà nội? Cái gì? Trời. Cái gì đó? Ủa. Mày không nhớ là trước khi lúc mày chưa lấy chồng hả? Nói lại cái gì? Trời ơi, ba đứa bốn đứa mình là gì? Bốn chị em thân thiết, hiểu không? Tao còn một đồ xanh để chừa mày nữa đó. Tí xíu á, mày hiểu không? Mày đây rỗng mày thay cái xa ghê xong cái mày mặc bộ đồ xiên xanh vô thành bốn chị em xiên nhân. Lúc trước nói không chị, đến lúc mà đám cưới một trong ai trong bốn đứa trong nhóm, hiểu không? Đó là mình phải làm cho hoành tráng lên, đúng bất ngờ lên, phải dữ dội lên. Nè, một đám cưới nè. Cảm ơn nha, cưới gì nha. Mới ngày nào á, chị em cùng làm chung với nhau. Cái đầu cái thề thốt với nhau là bốn chị em thân thiết, cái là không có đứa nào lấy chồng. Đi một bốn đứa phải lấy chồng cùng một lượt. Mà bây giờ nó lấy chồng rồi. Trời ơi, bỏ ba người. Thì ăn đám cưới tôi trước đi rồi tới mấy bà sao? Rồi chừng nào mấy chị em mình mới cưới. Không biết nữa. Ai cưới? Ai chừng nào đám cưới tôi bà mặc mà đồ khác đi. Lúc đó là chị sẽ làm thị thủ mặt trăng. Không. Chị tính rồi, tụi mình làm ba vị tiên nữ á. Ừ đúng rồi đó. Bà là quỷ tiên nữ gì? Tới đám cưới bà chính nha. Biết tôi mặc gì không? Mặc gì? Tôi sẽ mặc đồ tại thiên. Ê lúc đó tay lắm á. Tay cái kè luôn, tay vô ký á má. Thôi đi vô đi. Nói gì đó, tí xíu là cưng vô đây giờ. Cưng vô đây là gì? Là cây vô lưng đó. Chúc mừng đám cưới nha. Cảm ơn chấp nhiều nha. Chấp hình. Bà này like vậy? Đây Liễu nè mẹ. Ủa bà Liễu. Bạn thân của Bích đó. Bà Sáu. Mẹ ơi đi đâu chạy? Trời đám cưới. Thôi Sáu ơi trùng màu quá em vô đây. Lấy cái chụp ba ba kia mình đứng cho mình. Ba kia mình hết. Rồi vô nè. Rồi nè, tạo dáng nè, tạo dáng nè. Rồi vô. Rồi. 2 3. Thấy đổi kiểu chiến đấu đi má. Chiến đấu hả? Rồi vô anh chị ơi. Rồi 2 3. Rồi đổi kiểu chị ơi. 2 3. Rồi đổi kiểu được kiểu. Rồi. Cô dâu chú rể vô đi, cô dâu rể vô chụp luôn. Ai nói nghe nè, tụi bay chơi vẫn không được rồi. Sao vậy? Tao kêu bữa nay mặc đồ đồng bộ hai tụi bay quốc hai cái đôi dài gì rồi tao mang gì sao được? Đồng bộ rồi má, hai kim tuyến y chang như chang nhậu rồi má đen á. Anh mang gì rồi cho dễ đi, nhìn nó như là siêu nhân thiệt sự đi mà. Ai siêu nhân nào mang guốc? Thôi bà. Ai nói nghe nè. Ồ chúc mừng nha. Tụi mình lúc trước là thề là gì ta? Chị em tốt, đúng không? Chị em là chị em tốt, chị em kết nghĩa, chị em tốt. Đó, chị em tốt là gì? Là cục muối chia đôi, cục đường chia đôi, đúng không? Đúng rồi. Thì ok, tới hôm nay chồng bạn chia đôi luôn vậy không? Cái này là chồng của tôi mà. Lâu. Nếu mà chia là chỉ làm bốn. Giỡn thôi. Cảm ơn anh. Rồi. Mấy bạn này ngộ vậy? Bạn đòi đẹp quá vậy? Mà làm đi trời. Thôi cho tôi đẹp. Thôi đi chị. Vô nha. Trời ơi. Công nhận á hả ba bả mặc hả đồ với hợp với cái son của em. Bạn thân em mà. Ôi. Đám cưới đồng quá. Mọi người. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Trời, tại vì tụi em đẹp quá đúng không? Tụi em đẹp lắm đúng không? Trời ơi, tôi biết tụi em đẹp mà. Tụi mình đẹp quá. Mọi người có thoải mái ăn hết hồn hết vía tưởng cái gì tới rồi chứ. Không. Con chị là bạn thân của mấy cô dâu. Đúng rồi đấy. Là lúc trước nói là gì nè, chị nào đám cưới người nào cũng nhớ là phải mặc đồ độc lạ đám cưới. Đúng rồi. Hiểu không? Chơi bộ đồ này nè. Nãy tới gặp ngoài cổng rồi đó. Nghe nè. Đẹp mà mọi người. Cưới vợ chưa? Này lạ thiệt. Mày có đám cưới nhớ mời chị đi, chị mặc đồ có tay luôn. Thôi gọi cho chị. Dạ. Chị ghé qua mà. Đi đi đi. Xin nhân người ta đó. Người ta là phải người bảo vệ trái đất đó. Dạ. Ba chị ngồi luôn. Trời ơi, bé này dễ thương quá. Đi ra đi. Trời ơi. Cảm ơn nhiều nha. Này cái Ê bà nội ơi, bà học bà vô trong đi. Tôi mời ăn ngồi lắm mày chứ. Ăn đi mấy đứa, ăn đi mấy đứa. Thấy kinh quá à. Có bị gì á? Có bị Parkinson à? Không có. Nó sợ. Ê. Gãi giùm chị cái ngứa. Sao lưng nè? Sao bà không gãi đi? Ủa sao gãi được má? Xích lên bên, xích qua đây nè. Gãi được không? Lên. Ôi mặc bộ đồ chứ gãi không được. Được. Vợ nó tâm được gãi. Bản thân của. Trời sao ghê cơ má. Vợ nó xuống đi. Ừ. Nhanh 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 tiệc chưa? Nhập tiệc chưa? Nhập tiệc nha. Đây. Sao mà gỡ cái này ra được? Sau đây em xin mời cô dâu và chú rể lên sân khấu có đôi lời tâm sự với hai vị ngày hôm nay ạ. Bà làm gì vậy? Cái gì vậy? Ăn chứ làm gì? Ăn mà hai con hai bên gì mẹ như ảnh luôn vậy? Chú hai. Dạ vâng ạ. Các cô chú anh chị ở đây nha. Em có đẹp quá nha. Bữa nay có ba người bạn thân của em á. Các chị Phạm thì
với lại cái chuyện Nguyễn Thị Xuân Sáu và chị Nguyễn Thị Bé Chính đó. Thì em cảm ơn rất là nhiều mọi người, ba người ấy đã tạo bất ngờ cho em rồi. Em cảm ơn nha. Bất ngờ đó, đây ai cũng bất ngờ chứ em. Rồi, à, chú gãi có gì muốn nói không ạ? À, thì hôm nay đám cưới của hai vợ chồng em thì em cảm ơn mọi người đã góp mặt và chung vui với tụi em nha. Xin cảm ơn những dòng tâm sự của cô dâu chú rể. Xin mời cô dâu chú rể nán lại đây đi, cho mời ba chị Nguyễn Phạm Thí Liễu, Nguyễn Thị Xuân Sáu và Nguyễn Thị Bé Chính bước lên sân khấu được không ạ? Ôi này mắc cỡ lắm, không dám lừa quá trời. Ủa, là mắc cỡ cho má. Đi 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 đi. Đi ở đây đi, cô dâu chú rể đứng đi luôn. Dạ. Thôi nha, hai trang phục của ba chị đẹp không ạ? Trời ơi, bay ơi, bay ơi, bay ơi. Chị Hinh, tâm sự với cô dâu chú gái xin. Ôi, có mẹ đã tâm sự rồi đó, giờ chị em ta ngủ chung ăn chung nha, tâm sự trơn rồi, giờ nói gì. Nói chung á là hôm nay là đám cưới con bạn Thăng. Thì ba chị đi làm ở thành phố mới về, tức tốc chạy về đây để đi đám cưới con bạn Thăng. Trời ơi, tao nói nghe hạnh phúc nghe lấy chồng mà mừng giùm nó. Mừng sao bà khóc? Mừng là vô đa cốc buồn mừng quá, cảm động hiểu chưa? Cảm động tưởng đâu bà buồn. Thì chúc bà hạnh phúc nha. Nói chung á là tụi tôi á là nói chung là hạnh phúc nha. Trời ơi, mình có bốn người vừa đúng lứa đôi mươi, hớn lên lên mày đi lấy chồng, tăng 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 tăng. Rồi chúc mừng nha. Cảm ơn ba bà nha. Rồi dù gì mình cũng là mãi là bạn thân, nên là mới muốn có chuyện gì á mình cũng phải bỏ qua hết, hiểu không? Bạn thân với nhau không mà. Trời ơi, cảm ơn bà nha. Dễ thương quá. Vậy thôi tôi vô. Ai đó là ai là cô dâu cũng đẹp chứ nha. Em muốn mời ba chị mình làm cô dâu cũng đẹp vậy đó. Ba trả đi xuống ba. Chị ơi, sẵn đó tới chương trình là tiết mục văn nghệ á. Dạ đúng rồi. Bây giờ ba chị có thể ở lại nén lại sân khấu mình giao lưu phục vụ cho quý vị. Còn cái tháng nào mày hát đi, mời tao đi. Ê nói nghe nè. Thôi bà là bên ngoài tôi đi. Nha. Bà hả? Cũng được đó. Trời, quên lại nó chơi. Để gửi tặng mọi người phục vụ văn nghệ hôm nay thì em tên Thí Liễu, thì bản thân là của bé Bích, thì em cũng xin gửi đến mọi người hai bài cũ hả? Cái bài của chị em tụi mình đó. Trước khi hát thì cho tụi em hô câu khẩu lệnh của bốn chị em, ba chị em chúng em. Đây bốn đứa là con đứa lấy chồng rồi. Bà làm em hô cho mọi người nha. Ok ok. Hô trước đi bà. Em chưa muốn chồng siêu nhân hồng, con cua banh càng siêu nhân vàng, hay bị trai bỏ siêu nhân đỏ. Hèn gì không có chồng rồi phải à má? Vô bài cuộc kìa má nha. Xin cho, xin cho wifi, xin cho wifi cho. Hey, mà sao ra ta thôi? Hey. Sao không hát mẹ? Hát gì? Tôi tới quận bạc. Sao ở nhà tập? Cái bài hát sao ở nhà tập đó? Tao nhảy tao sung quá. Thôi đổi bài khác đi, Ok, xin lỗi mọi người nha, nhà tập quá rồi cái đợt này. Không bây giờ hát bài khác nha mọi người nha. Bài khác, bây giờ hát đi. Bây giờ chị hát rồi em vô. Rồi, được chưa? Bài hát bài gì vậy? Thì hát đại đi má. Đại nha, ok. Bài gì nói với MC tao bấm nhạc kìa. Bấm cho chị cái bài mà đang hot đó. Ngã lưng lên trên cái ghế sofa. Cô đơn trên sofa, đúng không? Cô đơn trên sofa đúng rồi. Xíu là em đỡ chị nha. Ok. Rồi. Bài gì giới thiệu? Ok. Để góp vui chương trình hôm nay, siêu nhân vàng gửi đến anh chị ca khúc được mang tên Gã lưng cô đơn xuống sofa. Cô đơn trên sofa. Và em được ngã lưng lên một chiếc sofa. Rồi sao kỳ coi vậy? Rồi sao lúc đầu rồi? Bà nặng như quỷ vậy hả nội má? Rồi sao làm lại. Phải mệt quá nghỉ hát nè. Để tôi hát cho. Để tôi hát nào cho. Nhạc lại không chưa? Bà nội này nè. Rồi minh quả đi. Dạ xin lỗi mọi người nha. Dạ. Không chưa? Rồi. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa,
để em được lắng nghe tim mình đen kỳ lạ. Sao không đỡ má? Em được lắng nghe tim mình đen kỳ lạ, để em được sống như một bông hoa, một vô bầu trời kêu xa. Cầm 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 bí cho em chị, cầm bí cho em chị. Chị em tiết giờ xuất sắc luôn. Chị luôn. Thôi, 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 nè, nó nghe nè mọi người ơi, ưu tiên như ba chị em tôi đi. Ba chị em tôi chú có chồng. Ba chị em tôi. Thôi, đi vô làm. Nè, nghĩ nè, nghĩ nè. Chị có hoa của mấy em ơi. Em muốn chồng thì cũng muốn chồng vậy, em chơi chạy ra chơi lại. Thôi đi má, ê nó nghe nè. Cho người nào chụp được người đó lấy trời đúng không mấy đứa? Sao mà lấy cái vợt mà giật mà. Hả? Không quan tâm và không cần biết nghe. Em lấy được là của em. Mày đừng nghĩ chị em chơi nha, thân thiết là muốn làm gì làm nha. Nên là em chụp chụp bằng hai tay, tự nhiên tao đứng tao xếp hàng tao chụp mày quất cái vợt cho ai làm lợi mày. Ủa ban đầu tiên nói là chụp hoa đâu có vụ mà chụp bằng cái gì đâu. Tao muốn chụp cái gì kệ ta. Tao không bằng đi. Bà ngộ quá vậy, tiên chi cái bà lấy cái vợt mà giật lại vậy hả? Đúng rồi. Ủa đâu có ai là cấm cản cái vợt đâu. Ủa người tao đứng qua sao tao chụp? Ừ. Thì kệ bà. Người ta chụp qua là lấy được chồng, còn mày vợt qua là mày ra đường mày giật chồng người ta hả? Ê. Bà nói giật chồng người ta vậy? Ý là nói vậy hả? Đó. Trời ơi, chứ hỏi bà giật chồng người ta hả? Mày là muốn giật chồng Bích nè. Trời. Thôi đi má, là má muốn chồng người ta. Ai muốn? Tại nãy mày trò chia làm hai. Đây là chia làm bốn đúng không? Thôi mệt, má không có chị em gì hết, không có chị em gì hết. Chị em chơi thì còn chị em má nó ngay ngược ra chưa? Mày thử đi. Đó, có mắc gì mà đẩy tôi? Mày mắc gì mày đẩy lại tao? Rồi sao mày không bên tao? Ôi mắc gì bên má má? Chị em chơi quá lại. Ở đâu gặp vậy? Ui da. Đã chưa? Chị em thân lắm mà, quýnh nhau chi vậy? Thôi chuyện nhỏ vậy rồi, mình nghe rồi đó. Chở không đây? Thôi, trời bay ra bay. Ôi, có gì ra cũng dành nữa. Hả? Ủa, mày muốn chồng với tao cũng muốn chồng vậy? Ủa, chị ngộ quá, em giành được rồi bộ. Thôi khỏi nha, mai mốt lòng không chơi chung nhau nữa, về. Về đi, về. Mà nãy về đi. Trời ơi, mệt mỏi rồi. Chả có bông mày nè. Hai bà nội thì bị sao á, thân nhau lắm mà. Thân cái quần què chứ thân.